Để hạn chế thấp nhất khả năng thí sinh gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sắp tới, Bộ Giáo dục Đào tạo đề nghị các vật dụng của thí sinh phải để cách phòng thi 25 mét. Theo ngành chức năng, hiện nay công nghệ phát triển và hình ảnh đề thi có thể được truyền ra bên ngoài thông qua thiết bị trung gian. Trong khoảng cách dưới 25 mét, học sinh có thể phát tín hiệu lộ đề ra bên ngoài. Do đó, quy chế năm nay có thay đổi và yêu cầu thí sinh để vật dụng xa 25 mét. Đối với quy định này, lãnh đạo một số tỉnh thành phố lo ngại sẽ khó thực hiện theo đúng yêu cầu vì nhiều điểm thi nhỏ không thể bố trí được điểm giữ đồ. Việc vận chuyển trong giữ vật dụng của thí sinh càng khó khăn trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường. Vì thế mà các địa phương đề xuất được có phương án riêng nhưng vẫn đảm bảo an toàn cho kỳ thi, như nếu điểm thi ít phòng thi có thể bố trí chỗ để vật dụng tập trung và bố trí người giám sát, hoặc mượn các điểm trường lân cận không phải là điểm thi để chứa vật dụng của thí sinh.